Nhắc lại về chức năng Window Crossing này. Đầu tiên chúng ta vào bảng cái tầm này chúng ta xem chức năng Frequency này. Nhớ check cái bảng này cho mình. Quét từ phải sang bên trái sẽ là chức năng Crossing. Ok. Crossing thì như thế nào? Khi mình chạm vào đối tượng là được. Như này này, mình chạm vào hai đối tượng thì sẽ chọn được ba đối tượng đúng không? Giờ sẽ được ba đối tượng, chọn được ba đối tượng này. Mình di chuyển đi là ba đối tượng này, cái từ Z này. Nhưng nếu chúng ta quét từ bên trái qua bên phải, ở đây á, mình chỉ có chọn được một đối tượng nọ hoa này thôi, còn các đối tượng khác không chọn được. Dù mình đã chụp vào nó, được chưa? Quy tắc là đều là như thế, cứ quét từ bên trái, quét qua, cứ đối tượng nào nằm trong cái vùng chọn, trong cái vùng này thì chọn được. Quét từ dưới này đi lên cũng vậy. Cái nọ này rồi không chọn được này. Giờ nó chỉ chọn được một đối tượng này. Tiếp tục nha, rồi mình quét từ bên phải qua này. Cái chạm vào đâu thì được đó. Đấy, mình chọn được những vật thể này. Chạm vào đây. Chạm vào đâu thì lấy được đó.